Nhằm tăng cường mối quan hệ và thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, sáng 19 tháng 4, Thường trực Thành ủy tổ chức buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp và Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Kinh doanh thành phố Sông Công. Tại đây, Hội Doanh nghiệp thành phố báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Doanh nghiệp thành phố Sông Công hiện có gần 100 doanh nghiệp thành viên, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ trong đó có một số doanh nghiệp lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên gen Sông Công, công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, công ty Menfa, còn lại đa số là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Năm 2021, nền kinh tế đã dần hồi phục sau hậu quả của đại dịch COVID-19. Lãnh đạo các doanh nghiệp đã nắm bắt kịp thời tình hình, khẩn trương đưa ra các giải pháp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Trong quý 1, các doanh nghiệp đã có tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, người lao động yên tâm phấn khởi làm việc. Hội doanh nghiệp thành phố Sông Công thực hiện việc hợp tác bằng những chương trình cụ thể, mua cho nhau, bán cho nhau, đồng thời thực hiện hai chương trình lớn, chuyển đổi số và chuẩn bị cho việc đánh giá PCI. Tại buổi làm việc trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều ý kiến mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhất là việc linh hoạt trong thực hiện chính sách thuế, thủ tục vay vốn ngân hàng, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp đóng góp vào sự phát triển của hội doanh nghiệp nói riêng và thành phố sông công nói chung như vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi số tới từng vị trí việc làm phù hợp. Đại diện chi cục thuế khu vực sông công đại tử ngân hàng việt tiên banh sông công và đại diện các phòng ban của thành phố đã làm rõ từng ý kiến của doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí hoàng thái cương tỉnh ủy viên bí thư thành ủy sông công ghi nhận những đóng góp to lớn của hội doanh nghiệp thành phố trong thời gian qua trong đó nhấn mạnh không những hội doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp cho chỉ tiêu thu ngân sách mà còn tích cực trong công tác an sinh xã hội đồng chí bí thư thành ủy cho biết sông công sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển đồng thời thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp bằng nhiều kênh để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp